Thưa toàn thể công chí và đại biểu cử tri, xoay quanh về công tác phòng chống tham nhũng, tôi cũng rất là cảm ơn cử tri nhân dân quan tâm đến công tác này. Chúng ta nói rằng là cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng chúng ta cũng đã phát động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phát động, đã có nhiều các cái giải pháp đến biện pháp làm và cũng đã đạt được một số những cái kết quả. Đấy, như các đồng chí đánh giá là lấy lại lòng tin cử tri của quần chúng nhân dân đối với Đảng, làm cho bộ máy của Đảng trong sạch hơn, làm cho các cái việc thực hiện các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội được tốt hơn với những việc như vậy. Đấy là cái hiệu quả. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là cái công tác phòng chống tham nhũng luôn là vấn đề cần được quan tâm sát sao. Mà các cái hoạt động phòng chống tham nhũng này nó không phải chỉ có ở Trung ương, mà cũng đã nhiều lần nó nói nó ở ngay sát với chúng ta này, nó ngay bên cạnh chúng ta này. Nếu là đảng viên, nếu là ấy thì phải coi là cái việc đó là việc hàng ngày của từng chi bộ, từng đảng viên mà. Không ai là không có trách nhiệm vào cái việc này. Chứ không phải chỉ là công việc của Ban Chỉ đạo Phòng chống tiêu cực tham nhũng Trung ương, hoặc là Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh. Đấy. Mọi người dân ở đây đều có trách nhiệm, đều phải có cái đóng góp vào cái việc đó. Đấy. Thì kiểm điểm phải ngay ở chi bộ, xem ở trong chi bộ mình có vấn đề này không, đảng viên có vấn đề này không. Nếu mà chi bộ nào cũng làm tốt thì không thể có tham nhũng. Tại sao lại cứ phải để các cơ quan chuyên môn người ta vào, người ta đấu tranh, người ta phát hiện thì bắt đầu mới ra, mới lôi được ra ánh sáng vào cái việc đó. Tức là cái công tác của mình từ cơ sở là có vấn đề. Đấy. Cái sự giác ngộ đó là có vấn đề. Đấy, mọi người đều có trách nhiệm vào vấn đề đó. Tôi cho rằng công tác phòng chống tham nhũng chúng ta sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Không thể có tham mưu tham nhũng tập thể, không thể có cả tập thể ban thường vụ phải bị kỷ luật. Đấy, không thể có cả một cái đảng ủy bị kỷ luật. Đấy, không thể có người đứng đầu mà phải làm được những cái việc đó nếu chúng ta chăm lo tốt được cái khâu công tác này. Đấy, cái đảng viên tự nguyện làm theo đúng nguyên tắc điều lệ của Đảng, kiểm điểm định kỳ thường xuyên, rà soát tự soi tự sửa và những cái việc như vậy. Đảng viên hỗ trợ lẫn nhau, đấu tranh với nhau, phát hiện ra những cái việc mà không đúng nguyên tắc, không đúng quy định, những cái việc đó không thể để cho cái tham nhũng nó phát triển như vậy. Thế rồi công tác này cũng phải quán triệt đến từng đảng viên, tăng cường sự giám sát của cán bộ đảng viên, của cử tri nhân dân để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và gần đây tôi nói là cả lãng phí nữa. Đấy. Phí cũng là ghê gớm, cũng không kém gì về cái tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục để thực hiện hiệu quả công tác này thì chúng ta cũng tập trung một số những cái nhiệm vụ chủ yếu. Đấy, theo như cái quan tâm của cử tri thì chúng tôi cũng xin trao đổi. Cái thứ nhất là phải tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những cái khâu còn yếu, những cái việc đang làm dở. Đấy, nhất là chỉ đạo xử lý dứt điểm những cái hạn chế, khó khăn, những vướng mắc trong các cái khâu mà xử lý các cái vụ việc tham nhũng, như là giám định tài sản, định giá tài sản, tương trợ tư pháp, truy bắt dẫn độ đối tượng bỏ trốn, rồi thu hồi tài sản, có những cái giải pháp mạnh mẽ để không thể có tham nhũng vặt. Vừa rồi chúng ta cải cách thủ tục hành chính là giảm cái này rất nhiều, dân rất mừng. Hạn chế cái tiếp xúc giữa cán bộ giải quyết thủ tục với người dân, không có cái điều kiện để tham nhũng. Đấy. Cán bộ thì cố gắng làm sao cũng phải tiếp xúc được với dân. Đấy. Thủ tục hành chính thì bảo không cần tiếp xúc, nó giải quyết trên hệ thống công nghệ thông tin và cái việc đó. Nhưng mà cán bộ thì bằng mọi cách này cách kia phải được tiếp xúc. Người ta nói đùa, người ta bảo tiếp xúc thì mới có thư góp ý được, tức là ý là có phong bì. Đấy. Mà rõ ràng những cái chuyện đó tôi thấy là không phải là người ta không dám làm đâu, hoặc là người ta sợ, người ta không làm đâu. Cái việc làm giải quyết những cái việc ấy nó không từ cái giải quyết cái chung, mà nó giải quyết từ cái lợi ích cá nhân. Đấy, những cái việc lợi ích cá nhân có bé một cái tí này thôi, nếu có tí lợi ích thôi là cũng rất hàng hại, cũng làm ngay. Nhưng mà một cái việc gì đấy làm mà mình thấy chả thấy có cái lợi ích gì cá nhân mình cả,
nhưng chả được hưởng cái quyền lợi gì mà trong giải quyết cái việc này là không làm, không giải quyết, kệ. Đấy, người phải làm nào là khó cho dân để người ta phải tìm đến được mình, người ta phải trình bày với mình, người ta phải thế này thế kia các thứ thì mình mới làm. Thì đấy nó lại là cái đẩy đến tham nhũng tiêu cực rồi. Đấy, nó khó khăn là đến như vậy. Chứ còn ở đây bây giờ bảo là bây giờ chống tham nhũng quá, thì như là cán bộ bây giờ sợ không có làm việc, không sợ. Đấy, bất chấp hết. Có những việc người ta biết là thế này là đi tù đấy, thế này là tử hình đấy. Nhưng vì cái lợi ích nó quá lớn, người ta vẫn làm, không sợ, không xử thôi mà vẫn thế, vẫn thấy được đấy. Chứ không phải sợ, sợ là vì không có lợi ích thôi, không làm là vì không có lợi ích gì đấy thôi. Chứ có lợi ích tí tí thôi là hăng hái ngay, đấy, được việc ngay. Thì những cái đó là những cái chúng tôi thấy là phải tiếp tục phải làm, phải giải quyết. Đấy, rồi tiếp tục sẽ phải đẩy nhanh các cái tiến độ xác minh điều tra các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực mà phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đến những việc đó. Cái thứ hai nữa là sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cái này đúng là vừa qua là nhiều cái lắm. Đấy, Quốc hội kỳ này đấy, đồng chí Vận đây cũng mới báo cáo là như vậy là thông qua 18 cái luật đấy, và cho ý kiến cũng vào khoảng độ 13-14 cái luật nữa. Mà có những luật thì một luật phải sửa đổi 5-7 luật. Đấy, những cái quy định nó vừa làm khó cho sự phát triển, cho sản xuất, cho kinh doanh. Đấy, mà vừa gây những cái rất là phiền hà, rất ách tắc. Thế bây giờ phải sửa. Phải sửa ra để luật làm sao có sức sống được. Ít nhất cũng phải 5-7-10 năm. Luật vừa ra đời cái xong lại vướng ngay lại phải sửa tiếp. Vừa qua cái cải cách, cái sửa thủ tục này, chúng tôi nói là cái điểm nghẽn về thể chế này phải được tập trung để tháo gỡ. Vừa rồi rất hoan nghênh là Quốc hội, Chính phủ đấy, Chính phủ kỳ này họp này đưa ra 81 cái đề án để báo cáo với Quốc hội. Thế rồi lãng phí nữa, quy định như nào để cứ hàng mấy chục năm rồi, tiền nhà nước bỏ ra hàng nghìn tỷ, chục nghìn tỷ vẫn không giải quyết được cái việc gì cả. Mà vẫn cứ để ý đấy, không ai chịu trách nhiệm. Vừa rồi chúng tôi đặt vấn đề là chống lãng phí còn ghê gớm, cũng không kém gì phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tham nhũng tiêu cực thì nó lấy tiền thì nó bỏ vào túi, nhưng mà nó để đây nó cứ để lãng phí, ở đây có thể nhìn thấy được. Đấy, những cái mảnh đất kia nó để hàng chục năm, đất vàng, đất là vị trí vàng, không đưa vào sản xuất kinh doanh, không thu được đồng bạc nào rồi. Cứ để như thế xong, nếu mà của gia đình không ai người ta để thế cả. Đây là của công hay như là không ai chịu trách nhiệm. Dân người ta đòi hỏi, người ta bảo các ông sử dụng cái mảnh đất này vào làm việc gì? Tại sao 10 năm rồi vẫn để cỏ mọc thế này? 10 năm rồi thì thiệt hại biết bao nhiêu tiền? Ai chịu trách nhiệm vào việc này? Phải chỉ rõ ra những cái việc như thế chứ. Thì cái đó là cái lãng phí. Lãng phí cũng là có tội. Chứ ngoài lãng phí là yên ổn được đó. Đấy, đấy, trách nhiệm như thế nào chứ? Nhưng mà nó vướng quy định này, vướng quy định kia, đấy, cái này, cái thứ khác, cái thứ cán bộ thiếu trách nhiệm cũng không làm, cứ để như thế. Đấy, dự án kéo dài hàng chục năm. Đấy, tôi doanh nghiệp tư nhân người ta bảo là chúng em thu hồi vốn xong lâu rồi, một công trình của nhà nước bây giờ vẫn không xong, em xong thu hồi vốn rồi. Một công trình người ta xây chỉ 1-2 năm người ta xong, xong đó 1-2-3 năm nữa người ta thu hồi vốn, nhà nước 10 năm không xong. Thế thì cái tiền vốn nhà nước chôn ở đấy, chết đứng ở đấy thôi, dở dang ở đấy thôi, nhà nước chịu. Rất nhiều những cái chuyện lãng phí, rất nhiều. Cái thứ ba nữa là sẽ tập trung chỉ đạo mạnh, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán vào trong những các việc đó, để phát hiện ra những cái điều vô lý này để phải tập trung xử lý. Cái thứ tư là nâng cao cái hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cái việc này cũng rất quan trọng. Đấy, người ta cứ hiểu là cái tham nhũng tiêu cực này nó của ai ấy, nó ở đâu, nó ở trung ương, nó ngay sát cạnh bên mình.
nó đập vào mắt mình hàng ngày hàng giờ, mà ai cũng phải có trách nhiệm vào việc mình phải vi phạm, mình phải chịu xử lý, mình lại khéo xử lý hơn, mình lại làm cái phong bì, mình lại cái này cái kia lại hối lộ người ta cái thì mình cũng là vi phạm, mình cũng lại là tiếp tay cho tội phạm. Và những cái việc như vậy thì cái tuyên truyền giáo dục là rất quan trọng. Đấy. Cái thứ năm nữa là tiếp tục đấy, nâng cao cái hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo. Thì cái này là ban chỉ đạo chúng tôi rút ra được những cái bài học, những cái kinh nghiệm. Đấy, như tôi nói các đồng chí là bây giờ là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, bây giờ còn lãng phí nữa. Hôm nọ đưa ra vấn đề phòng chống lãng phí, các đồng chí rất đồng tình, mà cái này phải đưa vào ban chỉ đạo, phải chỉ được ra trách nhiệm, phải tại sao lại làm lãng phí như thế, tại sao lại dự án phải kéo dài đến như thế. Thì xung quanh cái công tác về phòng chống tham nhũng chúng ta sẽ tiếp tục sẽ phải làm để cho nó hiệu quả. Đấy, như cái mong mỏi của cử tri đấy, làm sao chấm dứt được việc này, làm sao không dám đấy, tham nhũng, không thể tham nhũng được.